Vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng 9 tháng 5, đối tượng Trần Bá Đạt sinh năm 1989, trú phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, bất ngờ dùng dao kề cổ khống chế một nhân viên công ty cổ phần cấp thoát nước công trình đô thị Hậu Giang chi nhánh số 3 tại địa chỉ khu vực 2 phường Thuận A đang đứng đốt rác gần trụ sở công ty. Đạt buộc anh này đi cùng y vào nơi làm việc rồi cướp của nạn nhân một điện thoại di động và một xe mô tô đang để trong kho. Tuy nhiên, Đạt chỉ dắt xe ra đến cửa của công ty rồi quay vào kho điều khiển xe tải ra khỏi cổng thì bỏ lại và tiếp tục vào kho điều khiển xe ô tô tải khác, loại xe có cần cẩu chạy đi. Khi điều khiển xe tải ra khỏi hiện trường khoảng 500m, Đạt dừng xe, tiếp tục dùng dao khống chế một người đàn ông đang đậu xe ô tô 4 chỗ trước một quán cà phê rồi cướp tiếp xe này chạy mất. Đến khoảng 8 giờ 45 phút cùng ngày, công an thị xã Long Mỹ bắt được Trần Bá Đạt khi đối tượng vừa dừng xe vào một nhà dân tại phường 9 thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Lực lượng chức năng đã thu giữ một dao nhọn, một súng nhựa, một điện thoại di động và xe ô tô đối tượng cướp được. Trung tá Nguyễn Phi Khanh, đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế ma túy công an thị xã Long Mỹ cho biết, trong quá trình truy bắt, lực lượng làm nhiệm vụ đã kịp thời bố trí lực lượng giám sát các giao lộ, nhưng đối tượng Trần Bá Đạt luôn điều khiển phương tiện với tốc độ rất cao, có lúc lên đến 160 km/h. Khi Trần Bá Đạt ra khỏi phương tiện thì tay vẫn còn cầm dao nhọn. Lúc này tổ truy bắt quá trang tiếp cận, chờ lúc tên Đạt sơ hở thì khống chế bắt giữ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ nhấn like và nhấn đăng ký kênh để xem những video mới nhất của chúng tôi nhé.